bạn, các bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhịp Sống Châu Âu nha. Các bạn ơi, hôm nay mẹ con mình có một trò vui, đó là sẽ thử thách ăn chip, các loại chip, các loại, các màu này các bạn này. Nguyên một bàn chip này nha, mẹ con mình sẽ thử thách đó là thi nhau ăn, nếu mà ai ăn hết trước thì không phải ăn chanh, mà kêu nếu mà ai ăn thua thì phải ăn chanh các bạn. Chanh nhưng mà mẹ em yêu cầu nó là ăn hết cả chanh nha. Nếu mà thua là phải ăn hết một miếng chanh này nha. Mà thử xem mà mỗi người ăn được hết mấy gói chip này. Khả năng là một gói thì ăn là nè. Vừa ơi, buồn chào cô chú đi. Mấy hiệp nè? Hả? Mấy hiệp? Chắc là 2 hiệp thôi. 2 hiệp nha. Khả năng 2 hiệp thôi. Không, cái chip này không hơn được rồi. Ok. Các bạn ơi, Vương cũng bị ăn chanh cả người. Các Vương nha. Nào, anh ăn màu anh nào? Ăn anh ăn màu nào? Anh chọn cái này hả? Chọn này không? Đây anh xong trước nha. Chọn cái nào đi ra mọi người. Vương chào cô chú chưa? Màu xanh này chú là vị hành. Mình chào cô chú, 70g. Cái này cũng 70g, nó bằng nhau bằng lòng hả? 77g hết. Gì vậy đâu? Con ăn màu nào? Mẹ ăn cái cây này đi. Thế thì ăn cái cây hả? Ừ. Mình ăn vị chanh ớt. Ơ quên, nó bỏ cái điều khỏi rồi, để canh. Ngon, không cần. Đây, mình sẽ ăn màu này. Mình có coca nữa nha các bạn. Cà ly chưa ạ? Được. Chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Uống coca chứ cho nó tiêu mọi người. Rồi, đến 1, 2, 3 ăn nhỉ. 1, 2, 3 bắt đầu. Bắt đầu. Trời ơi, dưỡng rồi. Vừa làm mẹ mất thần chung ăn quá. Chim ngọt hả? Qua đây, qua đây không được. Anh ăn cái này thì ngon lắm. Anh em hộ em miếng thì tốt quá. Các bạn ơi, vừa ăn thêm mà vừa giới thiệu cái vị chip này không? Chua chua cay cay, ngọt ngọt. Rồi một miếng không? Rồi một miếng. Mày nhìn con lỗi ánh này. Ánh không ăn nhanh. Ngon, ngon. Đã bị ăn nhanh đấy. Ăn nhanh rồi. Ăn vô cà, ăn kiểu. Các bạn ơi, hôm nay là đại họa chip luôn chứ không phải đại chiến chip các bạn. Với một bàn chip này. Đấy là vì bàn nó bé không bể hết. Mà mình thằng này 10 năm, 13 năm rồi mình chưa xin ăn hết một gói chip một lúc rồi nha các bạn. Thôi mẹ, chắc mẹ thua rồi. Chưa biết được. Chưa đến phút cuối chưa biết được bạn luôn. Đặt thời gian đi lên. Cả rồi cả. Ăn khi nào ăn ăn thông báo là ăn hết đầu tiên của người hả? Hai người còn lại chưa bị ăn chay nên là ánh khả năng là bị ăn chay cao. Chắc là chị sẽ bị ăn chay nhiều quá. Cái này nó mỏng. Cái đây của mẹ nó dày. Không, trong lòng nó giống nhau rồi. Nó dày nhưng mà nó ít miếng hơn. Nó 7 gram rồi. Tài ngủ. 65 gram cái này nhẹ hơn tí. Cái này mẹ phải chuẩn bị mẹ rẻ hơn được nửa gram. Mẹ đâu có để ý đó, thì mẹ có để ý đúng không? Cái nào mình 70 gram. Cái này mình ăn 70g. Tao vừa đấy con xem gam nè, kêu con đừng xem. Thế chứ mẹ biết rồi. Thế má mẹ nghĩ là nó giống nhau, ai ngờ tại mẹ thấy túi giống nhau. Hay là con chỉ cần ăn 65g thôi. Nghe không? Mời cô chú ông tô uống coca ấy. Mới chú ăn uống coca. Chào cô chú đi. Cô chú anh uống vừa thôi. Uống coca ấy, cô chú. Anh hận mặt anh nhỉ? Vừa ăn nha, mẹ nó hết mà. Em cho chị bao nhiêu qua được không? Bởi vì ra sẽ thấy vừa không bằng đến 10 gram. Cái này cay mức bộ nó. Cái này cay mặn á, chỉ uống nước thôi.
cái vị của con đỡ mặn hơn. Các bạn cái này nó cay, nó mặn, phải uống nước. Cái này thì của mình cũng hơi mặn mặn, nhưng mà của mẹ mình cả mặn cả cay luôn. Con kiểu hơi mặn thôi. Có mặn cay khó hơn đấy. Ôi, ánh kiểu gì cũng phải ăn chanh. Ánh mà ăn chanh à? Ánh chậu thế này nó nhỏ, nó nhiều mía, nhiều hái. Ngon, ngon, ngon. Vâng, kiểu gì cũng phải ăn chanh luôn. Ôi, anh ăn chanh được mà mẹ. Đúng rồi, cô ca rồi đó. Mọi người nhớ thấy đơn xem mình. Anh nhỏ ăn chanh. Cho cô ca. Cả đi đi mọi người ơi. Cả ly nào. Nào, nào, nào. Cách Em chỉ có 50 miếng. Cái chip lay nữa ở Việt Nam cũng có đúng không? Có. Chip lay này ở Việt Nam mình cũng có. Hôm nay là chip ngon. Thôi chắc rồi chị phải ăn chanh rồi. Xem nào. Ôi còn nhiều thế. Thôi về xong rồi. Thử đi, có ngon không? Cũng ngon. Vẫn có ngon không? Ngon. Mời tôi chú ăn chưa? Chú. Rồi mời tôi chú ăn chí. Ăn chú. Nhưng mà chắc mọi người ngấy quá ấy. Các bạn nhớ cổ vũ cho mẹ con nhà mình nha. Các bạn comment trước đi xem có ai là người chiến thắng không? Ai là người chiến thắng? Đúng mạnh rồi. Và đoán dự đoán nên kết quả thử thối các bạn. Ai mà đoán đúng thì cho một quả chip. Quá nhưng mà quên mất lấy tiền nói thế. Tiền là phần thưởng đấy. Phần thưởng á? Chứ ăn phần thưởng một quả chip này, nhưng mà thua thì ăn chanh vậy đó. Thưởng xong. Ngon quá, bữa ăn nhanh thế. Ui, vừa cho hết rồi. Khả năng là Vượng bị ăn chanh lắm nhỉ. Mặn, mặn phải uống được nhiều cô, nhiều cô ta. Cái này có chơi ăn giang chứ được không? Mẹ thích cả nhà ăn giang. Mẹ chấp nhận mẹ ăn chanh. Thôi kệ đi, chịu đâu. Thôi mình thôi. Rồi được rồi. Rồi, để đây tí nước hơn nhá. Rồi, tí thay cái khác kệ luôn. Không cẩn thận nhá, lại đổ vào đấy. Ăn ít uống nhiều thế. Cứ người. Ngon không? Chủ yếu là cho mẹ ăn với không? Ngon quá, cảm ơn. Ở nhà chắc phải bán 20.000 một gói chín. Ừ, chắc thế mẹ. Mấy nhiều gói mà. 20 hay là 30. Ừ, thôi mẹ ăn uống, pha muốn đi. Xin thông báo là con sắp hết. Tại mấy nó vụ nên là phải ăn hết. Tại mấy xoay này bảo là ăn hết này. Hơi lâu. Không có ăn. Cái này đấy. Cái này nó không ăn. 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 Mình nhớ là bạn ơi, mình nắng rồi. Anh là ủa rồi, anh ăn nhiều rồi, anh ăn chanh rồi. Ăn chanh mọi người. Anh ăn chanh rồi.
Anh có nhiều quá rồi không? Chắc chắn mẹ phải cho anh ăn rồi. Ngon. Mẹ ăn hết đấy. Tại vì ấy mà. Còn mẹ ít hơn. Nó ít hơn thì ăn hết là chuyện bình thường. Thì ăn một miếng chanh. Thế có mỗi mình nhớ. Thắng thôi mọi người. Rồi, cái lớn nó thắng mọi rồi. Mọi người thấy sự đẳng cấp của mình không? Đấy. Vừa ăn chanh nhá, vừa cũng thua là ăn chanh này. Ăn hết không còn một cái chanh gì. Chanh này. Vừa cũng thua vừa phải ăn chanh. Nào vừa ăn chanh cũng thèm ăn chanh lắm. Ôi. Ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn các bạn ơi. Vừa đây thua rồi thì phải ăn. Ăn đi. Ăn cho nó vào. Người giả vờ liếc mắt đi bơ vậy đấy. Hết lượt. Các bạn ơi, mình thua là mình phải chịu phạt đúng không? Chanh các bạn. Chù lắm. Anh không ăn luôn. Có phải anh không cảm xúc đi? Ngon chưa? Ngon mà. Ngon, anh cô bé này cô ăn được. Ăn đi. Nhanh. Ừ. Ngon các bạn. Ngon lắm. Ăn chanh sẽ khiến cho lại là một miếng này đúng không? Một miếng này đúng không? Vâng, một miếng mẹ thích mẹ có thể ăn hai. Anh nào, anh ăn đi, ăn cho hết một mồm ăn. Hãy ăn bỏ chứ. Ngon. Thôi rồi, tạm thời nhé. Thế ăn hai miếng. Tại vì trừ cái vỏ đi, phải ăn hai miếng. Được lắm các bạn ơi. Bây giờ là hiệp 2 bắt đầu nha các bạn ơi. Lên go. Nè. Có chưa ăn gói hả? Con ăn gói nhỏ hả? Không, gói 70g cho mọi người. Cái này là mình đính chính lại là 70g. Mình ăn quả ớt. Anh ăn quả gì không? Cắt cho con đi. Ok, đây. Anh ăn muối này hả? Uống cái này cho nó ấy. Đùa vậy, đùa. Chùa thì không nâng nào tê cơ. Ăn thôi. 1, 2, 3, bắt đầu giết. Bắt đầu nhé. Cái này dễ ăn mày con này. Lấy mày mẹ ăn cái này mẹ thắng rồi. Nhưng mà con không đổi đâu. Trời của mình nó có thế này mọi người. Ơi này. Ngon. Cảm ơn. Rồi, không cho em ra nha mọi người. Cái rồi, chua đấy mọi người. Cái cây chua ấy. Chua đấy. À, 4, 2, 3, 4. Đếm với bạn, đếm 1, 2, 3, 4. Chua lắm. Chua lắm mọi người ạ. Ừ. Ngon. Chí trẻ nào, chí trẻ con. Thật.
Ánh này chuẩn bị thua nữa rồi. Cô chú ơi, ánh sắp thua rồi. Khả năng là ánh thua cao chứ cần. Là ăn chip ngon hả? Công nhận ăn chip này ngon cực luôn. Chip ăn thì ngon nhất đó. Chip đó là ngon nhất. Chip này mặn nè. Hai mẹ con mình nó không thể chua tiếp coi. Cho mẹ miếng coca đây rồi. Này, vâng ăn kỳ cục thế. Được. Bà nhớ bà trông lấy tay lấy hẳn thôi. Cảm ơn. Quà sắp hết rồi anh em mẹ. Ừ. Các bạn thua rồi các bạn. Em thật là đẳng cấp mà. Này mày thấy chưa? Thấy rồi. Ôi. Nhìn nhanh thế. Đấy, người thấy em ăn ngon không? Ôi. Gì đó, cái gì đó sai sai. Ê, có mày. Đây giống cái quán đúng không? Mày ăn cái này đúng không? Cái này. Rồi, cái này à, cái này trong đấy, cái này anh em vơi rồi, mày lấy mày thấy anh em nửa rồi. Cái này là của con này. Mày còn chưa hết nửa. À, ăn giam phải. Ăn chanh của bạn. Lấy mình cười mình ăn chanh. Ăn giam nè. Đổi 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 gói của con anh lúc nãy bạn ơi. Luyến thôi, mình luyến thôi. Anh nó ăn nhà đâu đúng không? Anh ăn nhà đâu? Đúng rồi, chọn miếng to nhất bắt lên ăn. Mình sẽ ăn nha. Ngon nào? À, chua. Cái chua này, cá mình còn có miếng không? Vâng ngon không? Ngon không? Ngon mặt kìa. Ngon không? Ngon không? Yêu. Đầu xin xin yêu rồi. Ngon không? Ngon lại cô chú xem. Ăn đi. Vượng thua mà ăn đi. Ăn nè, ăn nè. Ăn chanh đi. Ngon không? Đây, các bạn ơi, video của mẹ con mình dài rồi. Mẹ con mình xin kết thúc video ở đây thôi. Các bạn nếu yêu quý bố mẹ con như mình thì nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mẹ con mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Chào mọi người. Chào cô chú nào. Bye bye cô chú nào. Bye bye cô chú. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã xem. Hẹn gặp lại quý vị ở clip sau.